Các bạn theo xem cái thiết kế nhé, thiết kế trên lý thuyết ha, bạn thấy không? Đó thì cái hàm phân như vậy là theo mình là thiết kế như vậy là sai, là không phù hợp với thực tế. Các bạn thấy cái hàm phân rất là cao nhé các bạn ha, tới 2 thước 2 lần này, nhưng mà đặt cái ống để mà thoát phân ra ngoài đó, vô cái ngăn chứa này thấy không? Các bạn thấy vô ngăn chứa không? Ngăn chứa mà cách từ đáy lên cái ống cái 50 thôi. Đó thì các bạn thấy bất hợp lý không? Lý do tại sao? À, cái hầm phân này thì nếu mà xài trong vòng tháng rưỡi đầy mất rồi. À, tại vì sao? Tại vì khi mà cái phân tươi thì nó thường thường nó nổi lên trên, 2-3 ngày sau nó lại lắng xuống dưới. Đó, khi mà mình dội á thì cái phân nước nó sẽ theo cái đường ống này nó ra ngoài, đó, để ra qua ngăn lắng và ngăn lọc đi ra ngoài. À, nhưng 2-3 ngày sau thì cái lượng chất thải á, nó dồn vào cái dưới cái đáy dưới cái đáy hầm này ha, thì chẳng bao lâu thì với cái chiều cao mà 50 á thì nó đầy mất, mà khi nó đầy rồi á thì nước nó không sẽ không thoát ra ngoài được nữa. Đấy, các bạn thấy không, nước sẽ không thoát ra ngoài được nữa, tại vì đặt cái ống này sâu quá. Đó thì mình cái này là sai hoàn toàn. Đó, các bạn nên đặt cái ống này nè, sát lên cái nắp nè, thấy không? Sát lên trên đây này, cách cái nắp chỉ khoảng 20 phân thôi, thấy không? Và cái ống này cắt ngắn đi, để cái lượng chứa cái chất thải ở đây nó nhiều hơn và nó lâu đầy hơn. Đó, các bạn thành thử là các anh cứ thiết kế thì cứ vẽ thôi, thấy anh này vẽ, anh kia cũng vẽ, thì thực ra chưa chắc đã hiểu hết cái nguyên lý này. Đó, các bạn thấy không? Đó, thì mình sẽ đối chiếu cái này với lại cái thực tế mình xây ở ngoài công trường để các bạn thấy. Rồi, trước khi đi vào cái thực tế cái hầm phân ở ngoài công trường như thế nào, các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là cái hầm phân ở ngoài thực tế cho một cái căn nhà phố. Với bao nhiêu cái thể tích thì cho nó đủ. Thì bình thường mình xài khoảng 5 tới 10 năm. Thì cái hầm phân có chiều dài là 2 m, chiều ngang 2 m và chiều cao 1,5 m. Đó là tính ra thể tích thực á, thì chừng khoảng từ 4,5 khối cho tới 5 khối là thể thực. Còn tính toàn bộ thì khoảng 6 khối, ha? Tính cả tường, phủ bì là 6 khối. Đó, các bạn xây hầm phân thì nên xây bằng gạch đinh. Nên xây bằng gạch đinh và có hồ tim ở giữa. Đó, các bạn thấy hồ tim ở giữa không? Chống thấm rất tốt luôn, không bao giờ thấm luôn. Hồ mát cao chút xíu nha các bạn, hồ mát 100 nha các bạn. Thì nói nôm na hồ mát 100 thì nhiều người chủ nhà nhiều lúc không hình dung ra. Nhưng mà mình nói nôm na là cứ một bao xi măng vậy đó, thì lượng khoảng 10 thùng bê cát là được. Một thùng bê 18 lít, 10 thùng thì khoảng 1 tấc 8 ngàn, 180 lít là khoảng 1 tấc 8 nha các bạn ha. Thì là cái hồ xây hầm phân là ok rồi, là đẹp rồi. Đó, chiều cao khoảng 1,5 m các bạn ạ. Chiều dài phủ bì là 2 m. Chiều ngang 2 m luôn. Đó, bây giờ các bạn tô này. Thì chúng ta khoan xây vách ngăn, mà chúng ta xây hết cái tường ngoài chúng ta tô. Và sau khi tô xong thì mình đánh một lớp hồ dầu. Khi hồ vừa mới ráo là mình đánh một lớp hồ dầu, thì bảo đảm các bạn không bao giờ thấm. À, các bạn xây hầm phân trong mùa mưa nha, lúc bơm miếc các thứ rồi các thứ, nhưng mà khi xây xong rồi là cái hầm khô rang luôn, đáy không có miếng nước luôn. Đó, cái lớp hồ dầu này rất quan trọng đấy các bạn này, nó không bao giờ nó thấm ra ngoài luôn, mà ở ngoài cũng không thấm vô trong được luôn.
tại vì ở giữa mình có một cái lớp hồ tim rồi, giữa hai lớp gạch rồi đó các bạn thấy không. Sau khi tô xong các bạn đánh qua một lớp hồ dầu, khi mà cái tường nó vừa ráo nha, chứ tường đừng có để tường khô nha các bạn. Đó, cái lớp hồ dầu này nó bám rất chắc vào cái lớp vữa mình vừa mới tô xong. Đó, thì đầu video mình đã phân tích cho các bạn về cái việc thiết kế mà đặt cái ống phân á, cái ống phân nó sâu ở xuống dưới đáy thì cái đó hoàn toàn không tốt. Tại vì cái đáy khi mà nó đầy rồi thì nước nó không thể thoát ra ngoài được. Thành thử các bạn phải đặt cái ống cao lên để cho cái hầm chứa đó nó được cái thể tích nó nhiều hơn. Đó là cái lưu ý các bạn ha. Và đặt cái ống từ cái thành chính xuống khoảng 2 tấc là vừa. Rồi chút xíu mình sẽ nói các bạn về cái cách thông hơi của cái hầm này nữa nha các bạn ha. Chỉ cần đặt một cái ống thôi là nguyên cái hầm nó thông hơi hết. Chứ không cần đặt nhiều ống, thành này cũng đặt, thành kia cũng đặt, không cần thiết. Chút xíu mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Đó, thấy không? Các bạn thấy đánh một lớp hồ dầu. Lớp hồ dầu này là coi như là ngâm nước, làm cái hồ nước luôn các bạn, chứa nước ở trong luôn, vẫn không có thấm, vẫn không mất nước luôn. Vừa rẻ tiền mà vừa hiệu quả. Các bạn cũng biết rồi, nếu mà cái hầm phân nó bị thấm á, thì nó hay ra cái nền nhà nó rất là hôi. À, cái khi mà nó thấm ra nền nhà rồi thì cái hơi của nó bốc lên rất là hôi. Và cái mùi hôi rất là khó chịu và mình không xử lý được. Thành thử là cần phải làm ngay từ đầu. À, các bạn làm ngay từ đầu. Làm cái hầm cho chắc chắn. Và khi mà mình ốp gạch á, mình lát gạch ở trên nền á, mình làm dấu cái vị trí cái lỗ để là nữa mình hút hầm cầu nha các bạn. Đó là cái cũng là một cái lưu ý đó. Mình nên chừa lỗ để hút hầm khi hầm đầy. Thì cái lỗ đó như thế nào các bạn phải làm dấu khi mình lát gạch. Hoặc là có một cái bản vẽ kích thước cụ thể, chiều từ vách tường này đo ra bao nhiêu, từ vách tường kia đo ra bao nhiêu, để mình xác định được cái lỗ đó. Cái đó cũng đáng lưu ý các bạn ha. Đó, sau khi tô xong nha, các bạn lưu ý nha. Sau khi tô xong, cái tường vừa ráo là mình đánh hồ dầu liền, không để cho tường khô. Làm như vậy thì cái lớp hồ dầu và cái lớp vữa mình mới tô xong nó bám chặt, nó dính chặt vào nhau. Không cần phải phủ da, không cần phải sika, không cần phải cái hóa chất gì để chống thấm các bạn. Mình làm như vậy là coi như tuyệt vời luôn. Vừa rẻ tiền mà vừa hiệu quả. Đó, sau khi mình tô rồi đánh hồ dầu xong, mình sẽ xây cái vách ngăn. Đó, thì cái hầm phân này là cái hầm 3 ngăn đó các bạn. Một ngăn chứa, một ngăn lắng và một ngăn lọc. Đó, giờ mình chia ra làm 3 ngăn. Rồi, tới cái bước đặt ống này các bạn ha. Như nãy mình phân tích cái thiết kế ban đầu. Thì người ta đặt cái ống rất là sâu ở phía bên dưới. Đó, thì mình chia sẻ với các bạn nha, là chỉ cần đặt cách cái thành của mình là 20 phân thôi, nghĩa là 2 tấc đó.
đó, để mình tăng cái khả năng của cái hầm chứa lên cho nó lâu đầy. Và cái ống ở xuống dưới á, và cái ống đi xuống dưới thì cũng khoảng 2 tấc thôi nữa là vừa đó, nó vừa đủ nước để mà cho nó chảy ra là vừa. Tại vì cái này các bạn thấy này không, đó anh thợ anh đo 20 cm là cái vị trí để mình đặt ống các bạn ha, 20 cm thôi. Rồi, và các cái thành trong này ha, các bạn xây thấp hơn thành ngoài 10 cm để cho ba cái ngăn này nó thông với nhau, và mình chỉ cần đặt một cái ống thông hơi thôi là đủ cho toàn bộ cái hầm. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.